Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Vũ thêm dầu vào lửa kích động khôi trừ khử bảo để chiếm châu bằng mọi giá. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập 43 của mùa sậy trổ bông, mở đầu với sự thay đổi đầy bất ngờ trong thái độ của bà Thanh và Khôi. Khi trước, bà Thanh và Khôi đã từng nung nấu ít định trừng phạt bảo, nhưng giờ đây, sau những suy nghĩ sâu sắc và sự thức tỉnh từ tấm lòng, cả hai quyết định tha thứ cho Bảo, không muốn tiếp tục truy đuổi anh nữa. Quyết định này khiến kế hoạch của Vũ gặp phải cú sốc lớn. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng để gây chia rẽ giữa Khôi và Bảo, nhưng khi bà Thanh và Khôi bỗng nhiên đổi ý, mọi toan tính của Vũ dường như đổ bể hoàn toàn. Vũ không thể hiểu nổi vì sao mẹ con bà Thanh lại bất ngờ nổi lòng từ bi. Anh đã kỳ vọng rằng sự thù hằn sẽ tiếp tục, để anh có thể dùng bà Thanh làm công cụ đẩy Bảo vào đường cùng. Nhưng khi thấy mọi chuyện diễn ra không theo kế hoạch, Vũ trở nên bế tắc, không còn ai thay anh thực hiện việc hãm hại Bảo, Vũ cảm thấy tức giận và bất lực. Vũ nắm bắt tình hình, biết đây là thời cơ để mình tiếp tục giật dây, nhưng lần này anh quyết định sẽ tự tạo ra một kế hoạch khác, và chính tay mình sẽ kích động khui vào ván cờ mới. Vũ nhanh chóng lên kế hoạch phối hợp với Bảo để cho Châu biết sự thật về những gì đã xảy ra trong quá khứ. Năm xưa, Vũ và anh đã tinh vi dàn dựng một âm mưu, khiến Châu hiểu lầm rằng cô và bảo đã từng có một mối quan hệ thân mật vượt giới hạn những lời nói dối của vũ đã khiến châu rơi vào nỗi đau khổ và uất từ đó dẫn đến sự rạn nứt giữa cô và bảo vũ giờ đây lợi dụng oanh người đã từng tham gia vào kế hoạch đó buộc cô thú nhận toàn bộ sự thật với châu sau khi nghe oanh thú nhận châu như bị cuốn vào cơn lốc của cảm xúc cô không thể tin nổi rằng mình đã bị lừa dối trong suốt những năm qua và chỉ vì một hiểu lầm mà cô đã đánh mất tình yêu đẹp của mình với bảo nỗi ân hận ngập tràn trong lòng Châu. Cô nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp giữa mình và Bảo, cảm giác yêu thương mà cô đã từng có nhưng lại bỏ lỡ. Sự thật từ miệng anh không chỉ khiến Châu đau đớn mà còn khiến cô quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của mình. Ngay sau khi nghe sự thật, cô lập tức đi tìm Bảo, với hy vọng có thể giúp anh lấy lại trí nhớ và chữa lành cả những tổn thương mà cả hai đã phải chịu đựng trong suốt thời gian dài. Châu gặp Bảo trong một tình huống đầy xúc động. Cô không còn che giấu được tình cảm của mình nữa châu tha thiết yêu cầu bảo được gặp những bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho anh mong anh mau chóng phục hồi trí nhớ cô còn đe dọa khôi khẳng định rằng nếu anh dám cản trở việc chữa trị của bảo cô sẽ tiết lộ toàn bộ những chuyện xấu xa của anh trong quá khứ đặc biệt là những gì anh đã từng làm ở công ty trang thiên để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của anh bảo không hề biết rõ kế hoạch của vũ vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì anh thể hiện mình là một người mất trí nhớ ngây ngô trước sự việc xung quanh thấy châu liên tục níu kéo thể hiện tình cảm và mong muốn được giúp anh, bảo tỏ ra sợ sệt, lãng tránh, và không muốn đến gần cô. Anh làm như không hiểu tại sao Châu lại quan tâm mình đến thế, và cố ý giữ khoảng cách, khiến cô càng thêm bối rối. Châu, trong tâm trạng hỗn loạn, vẫn kiên quyết ở bên cạnh bảo, tin rằng mình có thể giúp anh khôi phục trí nhớ và lấy lại những kỷ niệm hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ. Trong khi đó, Vũ không bỏ lỡ cơ hội để tiếp tục kích động Khôi. Nhận thấy Khôi đang dần mất kiểm soát, Vũ càng làm nóng bầu không khí bằng những lời kích động đầy độc ác. Anh thuyết phục Khôi rằng nếu không nhanh chóng ra tay trừ khử Bảo, Khôi sẽ hoàn toàn mất cơ hội chiếm được Châu. Vũ vẽ ra viễn cảnh Châu và Bảo tái hợp, và Khôi sẽ chỉ là người đứng bên lề, nhìn họ hạnh phúc bên nhau mà không thể làm gì. Những lời này như dầu đổ vào lửa, khiến Khôi càng trở nên tức giận và rối loạn. Vũ dường như đã tìm được đúng điểm yếu của Khôi, và anh không ngừng đẩy Khôi vào thế phải lựa chọn, hoặc trừ khử Bảo để giành lại Châu hoặc mất tất cả. Tập phim kết thúc với một không khí căng thẳng. Liệu Khôi có nghe theo lời xúi dục của Vũ, và tiếp tục thực hiện những hành động độc ác để hãm hại Bảo? Hay Châu sẽ kịp thời cứu vãn mọi thứ, giúp Bảo hồi phục và vạch trần những âm mưu của Vũ và Khôi? Những diễn biến tiếp theo hứa hẹn, sẽ đầy kịch tính khi cuộc đối đầu giữa các nhân vật ngày càng trở nên phức tạp, và gay cấn hơn. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha giờ thì xin chào và hẹn gặp lại